Sáng nay 21 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Viện Đào tạo Nghiên cứu Quản trị, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về chuyển đổi số. Hội thảo với sự tham gia của gần 100 đại biểu đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022, mục tiêu của tỉnh là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng lợi ích từ các dịch vụ công và các tiện ích xã hội một cách thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Hội nghị lần này được tổ chức nhằm định hướng cung cấp các yếu tố quyết định chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp, cũng như cách thức xây dựng, thực hiện lộ trình chuyển đổi số, lựa chọn công nghệ phù hợp để ứng dụng vào hoạt động của doanh nghiệp, từ đó kiến tạo môi trường làm việc số và xây dựng bộ máy vận hành tối ưu bằng công nghệ hiện đại tại các doanh nghiệp. Cùng với việc được nghe các chuyên gia chia sẻ các nội dung có liên quan đến chủ đề của buổi hội thảo, các đại biểu còn thảo luận, trao đổi về hiện trạng, chiến lược bước đầu của doanh nghiệp trong chuyển đổi số, việc xác định các nội dung cần ưu tiên thực hiện trong chuyển đổi số tại mỗi doanh nghiệp.